Tiếp tục các chương trình trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có các buổi tiếp xúc cử tri ở các địa phương sau kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tin từ các địa phương, mời quý vị cùng theo dõi. Tại huyện Bến Lức, cử tri kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, có giải pháp bình ổn giá vật tư đầu vào đang tăng cao, cũng như hỗ trợ đầu ra cho nông sản đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Liên quan đến dịch COVID-19, cử tri đề nghị cần sớm bổ sung các đối tượng thụ hưởng nghị quyết số 68 của Chính phủ, đồng thời sớm có hướng giải quyết học sinh về quê được quay lại địa phương để bắt đầu năm học mới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức Dương Văn Út thay mặt tổ đại biểu giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Đức Huệ cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét có chính sách miễn giảm hoặc kéo dài thời gian giãn thuế cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cử tri cho rằng, thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi đi khám chữa bệnh thông thường trong mùa dịch, ngành y tế cần bố trí cơ sở khám chữa bệnh hợp lý hơn. Ngoài ra, với những người bệnh phải uống thuốc thường xuyên đã không sử dụng được thẻ bảo hiểm y tế để điều trị nên phải tốn chi phí vì mua bên ngoài. Cử tri còn đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở tuyến kênh Bến Phà ở khu phố 1, việc di dời bãi rác ở khu phố 4, công tác đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tiến độ thi công bờ kè thị trấn Đông Thành, việc quy hoạch nuôi thủy sản ven sông Dàm Cỏ Đông. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Minh Thành thay mặt tổ đại biểu giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thủ Thừa cũng có buổi tiếp xúc trực tuyến với cử tri 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện đề đạt nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như cần sớm chi trả gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, xem xét hỗ trợ cho lực lượng tham gia trực chốt ở tuyến xã thị trấn và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sớm có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, xem xét giảm lãi suất ngân hàng cho người dân trong đợt dịch COVID-19. Ngoài ra, cử tri mong muốn các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra gia cố đê bao thi công cống thoát nước bờ Nam, bờ Bắc ở ấp 2 xã Mỹ An, tiến hành cấp căn cước công dân và một số ý kiến về an toàn tín hiệu đèn giao thông. Các kiến nghị của cử tri cũng được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chuyên môn tiếp thu giải trình. Những nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Thưa quý vị, sau khi cơ bản kiểm soát dịch bệnh, hiện tỉnh Long An đang tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Việc khôi phục sản xuất được Long An thực hiện từng bước thận trọng với hai giai đoạn và những mục tiêu, giải pháp cụ thể. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 và giai đoạn 2 từ sau ngày 15 tháng 10. Giai đoạn này chúng tôi sẽ làm những cái nhiệm vụ để tạo ra những cái khâu đột phá trong cái khắc phục lại cái kinh tế của tỉnh. Cái giai đoạn 2 thì chúng tôi dự kiến là 1 tháng 11 và đến 31 tháng 12. Giai đoạn này là giai đoạn chúng tôi tiếp tục phát triển những cái nhiệm vụ mà trong cái giai đoạn 1 chúng tôi còn khống chế. Bởi vì giai đoạn này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ đảm bảo được trong cái điều kiện bình thường mới. Tỉnh cũng thành lập 10 đoàn công tác do giám đốc, phó giám đốc các sở ngành làm trưởng đoàn trực tiếp đến các khu cụm công nghiệp để kiểm tra, thẩm định phương án sản xuất của các doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thành lập một tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo giải quyết khó khăn chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động, gắn với kế hoạch phục hồi kinh tế của tỉnh, đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng. Thời điểm này, thì huyện Bến Lức vẫn đang tiếp tục giãn cách xã hội. Dù vậy, thì các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm vẫn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Và phụ huynh học sinh cũng đã chuẩn bị mua sắm cho con em mình bước vào năm học mới. Là một trong ba cửa hàng buôn bán sách dụng cụ học sinh ở xã An Thạnh, cửa hàng văn phòng phẩm Mai Hậu đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng để cung cấp cho học sinh trong năm học mới. Thời gian này, cửa hàng chủ yếu bán qua Zalo và Facebook. Tình hình dịch bệnh này thì nhập hàng khó hơn lúc bình thường. Tại vì cái xe phải tìm luồng xanh,
Rồi nói chung nhưng mà mình cố gắng đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Cũng mong là dịch bệnh qua mau để cho tỉnh Long An mình nói riêng và cả nước nói chung được ổn định trở lại bình thường như xưa. Trong thời gian này, việc giao và nhận hàng bị hạn chế, trong khi nhiều phụ huynh thì nôn nao muốn sớm mua sắm để chuẩn bị năm học mới cho con em. Trong thời gian giãn cách này thì mua tập sách cũng khó khăn, nên em cũng đăng ký mua qua online, xong rồi chỉ giao lại tại nhà cho em. Nhưng mà cũng có cái bất tiện là mình mua giống như không được theo ý muốn mình lựa không có được những sản phẩm bao bì đồ con mình nó được thích đó, nhưng mà thì cũng đầy đủ. Hiện nay, bộ sách cải cách dành cho lớp 6 có giá cao nhất gần 400.000 đồng một bộ, còn lại các sách dành cho các khối lớp khác từ 110 đến 210.000 đồng một bộ. Thưa quý vị, trước tác động của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể cho từng khối lớp, từ lớp 6 cho đến lớp 12. Nội dung chương trình được tích hợp, tinh giản để phù hợp với việc dạy học trong bối cảnh COVID-19 phức tạp. Đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc là hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà, phù hợp với điều kiện thực tế. Công văn cũng nêu rõ, không kiểm tra đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu. Những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm. Chuyển sang một số tin tức về công tác phòng chống dịch. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1547 về kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng hơn 2.652 tỷ đồng từ nguồn quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua bổ sung số liều vaccine này và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế. Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Tại huyện Cần Đước, Trung tâm Y tế huyện vừa tổ chức tiêm ngừa vaccine COVID-19 mũi 2 cho người dân thị trấn Cần Đước và xã Tân Ân với trên 17.000 người. Vaccine được tiêm đợt này là Moderna, Pfizer và AstraZeneca, được phân chia phù hợp cho từng đối tượng. Quá trình tổ chức tiêm ngừa vaccine COVID-19 được thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế, nhất là nguyên tắc 5K. Tính chung toàn quyền Cần Đước, số đối tượng cần tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 là trên 141.000 người. Quyền phấn đấu hoàn thành sớm việc tiêm chủng mũi 2 cho người dân, tiến tới miễn dịch cộng đồng, khôi phục kinh tế, đưa quyền trở về trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, nhằm phát hiện sớm, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, không để dịch lây lan, kiên quyết bảo vệ vững chắc huyện vùng xanh. Huyện Tân Hưng tiếp tục thực hiện chiến dịch sàng lọc cộng đồng đợt 3. Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng triển khai 15 đội tiến hành lấy mẫu PCR gộp 10 cho trên 1.700 người đang sống tại các khu vực dân cư. Khu vực có người nghi nhiễm SARS-CoV-2, khu vực có người bị bệnh thường xuyên đi điều trị tại bệnh viện của các địa phương, đang có dịch diễn biến phức tạp trở về địa bàn huyện và các khu vực xã thị trấn nguy cơ, người thu mua lúa, cò lúa, người làm thuê bốc vác. Tại các địa điểm lấy mẫu, người dân luôn nêu cao ý thức phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, nhân viên trong đội lấy mẫu cũng sát khuẩn tay thường xuyên và thay găng tay theo đúng quy định nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo nếu phát hiện F0. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Đức Hòa phối hợp với xã Đức Hòa Đông phát hơn 11.000 liều thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng khi bị nhiễm COVID-19, cũng như là các vitamin bổ trợ sức đề kháng, phòng chống dịch tại các khu nhà trọ, khu phong tỏa trên địa bàn xã. Đây là số thuốc do xã Đức Hòa Đông vận động mạnh thường quân đóng góp. Mỗi túi thuốc gồm thuốc hạ sốt, vitamin C, nước muối súc miệng. Trong 2 ngày đầu thực hiện, lực lượng phòng chống dịch huyện kết hợp xã đã cấp phát tận tay công nhân gần 2.000 liều thuốc. Số thuốc còn lại, xã sẽ đến phát tận các khu phong tỏa và nhà trọ công nhân trong thời gian sớm nhất có thể. Đức Hòa Đông là vùng nguy cơ cao, có nhiều khu nhà trọ bị phong tỏa, lượng công nhân nhập cư đông. Dưới mô hình này, hy vọng góp phần kéo giảm ca mắc cũng như hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.
Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các thỏa thuận với Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều. Tuyên bố này được giới chức Seoul đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào cuối tuần này. Phát biểu trước báo giới ngày 17 tháng 9, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cha Dok-jong bày tỏ thất vọng khi tuyên bố Bình Nhưỡng đã không được thực hiện, đồng thời khẳng định, bất chấp những tình huống đầy thách thức hiện nay, phía Hàn Quốc sẽ nỗ lực không ngừng để thực hiện các thỏa thuận giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Quan hệ liên Triều đã nguội lạnh đáng kể từ khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong vào mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng không hồi đáp lời kêu gọi của Seoul về đối thoại và trao đổi xuyên biên giới. Những ngày gần đây, Triều Tiên đã thực hiện 2 vụ phóng tên lửa. Chỉ còn 2 ngày nữa, cử tri Canada sẽ chính thức đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44. Tuy nhiên năm nay, trong bối cảnh nước này đang đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư, cơ quan bầu cử Canada đang đối mặt với cuộc bỏ phiếu nhiều thách thức nhất trong lịch sử. Ít điểm bỏ phiếu hơn, ít nhân viên phòng phiếu hơn và nhiều quy định hơn về y tế công cộng là những trải nghiệm và thách thức chưa từng có tiền lệ đối với cơ quan bầu cử Canada trong chiến dịch tổng tuyển cử kéo dài 5 tuần. Cơ quan này vẫn đang thiếu khoảng 40.000 nhân sự và phải cắt giảm số điểm bỏ phiếu để đáp ứng các yêu cầu về giãn cách xã hội. Ngoài ra, cơ quan bầu cử Canada cũng phải tổ chức lại cách bố trí các điểm bỏ phiếu, chẳng hạn như mỗi bàn chỉ có một nhân viên phụ trách bầu cử thay vì 2 người, và điều này sẽ làm chậm quá trình xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng lo ngại tình trạng cử tri xếp hàng dài tại một số khu vực bầu cử trong ngày 20 tháng 9 và đang chuẩn bị cho những kịch bản chưa từng có tiền lệ. Các quy định về khẩu trang sẽ khác nhau tùy từng khu vực bầu cử, phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan y tế địa phương, thậm chí còn tùy vào nơi cho thuê địa điểm bầu cử. Các cuộc thăm dò hiện nay cho thấy, đảng tự do của Thủ tướng Justin Trudeau và đảng bảo thủ đang bám đuổi nhau sát nút, không đảng nào ở vị trí rõ ràng để có thể giành được 170 ghế cần thiết để chiếm đa số trong hạ viện. Phó Chủ tịch điều hành Quỹ ban châu Âu đã kêu gọi cải tổ khẩn cấp Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quan chức này khẳng định sẵn sàng xem xét những cải cách lớn đối với hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại. Theo Phó Chủ tịch Dombrovskis, hoạt động thương mại đã thay đổi đáng kể từ khi thành lập WTO. Tuy nhiên, các quy tắc quản lý tổ chức này không thay đổi. Phó Chủ tịch Quỹ ban châu Âu đặc biệt ủng hộ việc cải cách các quy tắc tạo thuận lợi đầu tư và trợ cấp. Ông cũng cho rằng WTO nên đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề lớn của thời đại như sức khỏe, biến đổi khí hậu hay kỹ thuật số. Ông cũng cho biết Liên minh châu Âu đã sẵn sàng xem xét các cải cách lớn đối với tòa phúc thẩm cơ quan tư pháp của WTO với điều kiện họ phải làm cho hệ thống giải quyết tranh chấp hiệu quả và hợp pháp hơn. Nhật Bản và Hàn Quốc đã vượt qua Mỹ về số người được tiêm ít nhất một mũi vaccine và được dự báo sẽ sớm bắt kịp Mỹ về số người được tiêm mũi thứ hai. Trong khi đó, Ấn Độ với số ca mắc cao thứ hai thế giới cho biết 42% trong tổng số gần 1,4 tỷ dân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Australia, quốc gia đang nỗ lực tăng tốc tiêm chủng trong nỗ lực thoát khỏi tình trạng phong tỏa và mở cửa trở lại biên giới, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine cho 56% người dân. Trái ngược, một số nước như Mỹ và Anh, vốn vài tháng trước đó đã chạy đua để tiêm chủng cho hàng triệu người, lại là những nước đang chứng kiến tốc độ tiêm chủng chững lại do một lượng lớn người dân từ chối tiêm chủng. Theo một cuộc thăm dò, thì hiện khoảng 62% dân số Mỹ được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Italy vừa phê chuẩn sắc lệnh mới, bắt buộc tất cả nhân viên công vụ và cả những người lao động trong lĩnh vực tư nhân phải có thẻ xanh COVID-19. Với quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, yêu cầu tất cả những người lao động phải xuất trình thẻ xanh, bằng chứng về việc người đó đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19 tại nơi làm việc. Bất kỳ người lao động nào không xuất trình được thẻ xanh sẽ bị đình chỉ làm việc không lương, nhưng không thể bị sa thải. Những người phớt lờ sắc lệnh trên và đi làm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 600 đến 1.500 euro.
Yêu cầu thẻ xanh trước đó đã được áp dụng cho người lao động trong một số ngành tại Italy, như áp dụng đối với giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh và các nhân viên bên ngoài trong lĩnh vực y tế. Các bộ trưởng trong chính phủ Italy cho rằng việc sử dụng thẻ xanh là giải pháp duy nhất để tránh phải khôi phục các biện pháp giãn cách như đóng cửa kinh doanh và hạn chế đi lại.